Hôm nay, chúng ta sẽ cùng biến một cỗ máy đơn sơ trở thành một đế chế tự động hóa hoàn hảo. Cụ thể thì trò chơi có tên là Oxpark, an automation adventure, thuộc thể loại xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, lại kết hợp thêm các yếu tố của một game thế giới mở, khiến nó trở nên cực kỳ hấp dẫn. Nhân vật chính của chúng ta trong trò chơi này sẽ là một cậu bé bình thường, vô tình tìm được một cổ vật, từ đó dẫn đến cuộc phiêu lưu kỳ thú, cũng như hành trình chế tạo đế chế tự động hóa, nhằm khám phá thế giới xung quanh, cũng như cái cổ vật vừa tìm được. Nếu bạn thích video thì nhớ ấn like, cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần tiếp theo nhé. Giờ hãy cùng đến với Oxpark. Đâu, đây phải đi tìm cái xác của mấy con này bởi vì mình không thể đánh được nó. Đây à? Đây có phải xác không? Đúng rồi đây. Tiện lấy luôn cái xác bên này đây. Rồi, đi về. Đấy, chạm vào cái tế đàn này. Đặt viên đá vào đây. Đấy, mình sẽ mở ra được cái công thức để chế tạo các thứ này. Nhưng mà hình như là sau đấy mình phải để các cái đồ khác để mở những cái thứ khác nữa để phải. Rồi, đây, vào mình xem cái tế đàn này. Đấy, tế đàn này sống dậy. Ở trong đấy mình thấy một sinh vật lạ là con cục gỗ này, đúng không? Đấy, đây là con sinh vật đầu tiên mà mình thu thập được đây. Tất cả đều là sinh vật cùi bắp nhất. Đấy, bây giờ mình có khả năng chiến đấu bằng cách ném sinh vật này ra. Hey. Đấy, thế là nó đi đấm những con kia cho mình. Chứ thật ra thì mình không có khả năng đánh con gì cả. Mình khá là phế. Mà bây giờ nhiệm vụ là dùng con này để thu thập gỗ. Ê, trong này mình không thể chặt được cây các bạn. Không có gì để chặt cây, phải đợi con này chặt. À, chặt rất lâu. À, nên là chúng ta nhiệm vụ là kiếm được rất nhiều con và để cho nó tự làm. Đấy, thế là xong nhiệm vụ. Đấy, mình sẽ vào tế đàn này để chế ra những con mới. Đấy, chế bằng đá và gỗ thì nó sẽ tạo ra con này. Để cho nó làm hộ mình cũng được, nhưng hoặc là mình tự làm chắc nhanh hơn ấy. Đây, sắp xong rồi. Đấy, bây giờ lại phải quay lại làng à? Rồi, chạm vào đài tưởng niệm. Nãy là mình đã mở ra rồi. Thế nếu bây giờ mình đặt con này vào đây, xong mở thì sao? Nó sẽ mở cho mình công thức à? Nghĩa là mình sẽ đặt các cái con, các cái đồ mình có vào đây, nó sẽ mở ra thêm công thức. Gỗ này, lá này, đấy, sẽ mở ra được thêm các thứ này. Đá này, được. Thanh gỗ này, cái này là cục đá athletic à, vân vân, nó sẽ mở ra các thứ giống như lúc nãy mình đặt viên đá kia vậy. Rồi, bây giờ nhiệm vụ mình là phải lấy 5 đá, 2 con này và 10 gỗ thì để sẽ bắt đầu có cái thu thập gỗ. Một con ra săn bọn này này. Phải đi đập đá này. Mình chỉ có 2 con rồi à? Sao mình phèn này. 8 đá rồi. Không có thể nhặt được cái bụi à. Ờ, bụi cũng ra gỗ này. Ồ, cây đi, chặt cây đi. À đâu, bây giờ tôi sẽ phải chế tạo thêm mấy con này. Để lại 10 gỗ trả nhiệm vụ là đẹp. Sau đấy mình sẽ có đội quân 4 con. Ok. Về thôi, đi về thôi. Trong lúc bọn kia đang làm, trả cho bà này 10 gỗ này. 2 con gỗ, 5 đá, ok. Đấy, nó sẽ cho mình công thức chế tạo máy làm gỗ và vật liệu là vỏ của ong voi. Đây, lại cho nhiệm vụ mới là dùng cái đấy để chế tạo ra 100 gỗ. Nhưng mà bây giờ khả năng khai thác tài nguyên của mình sẽ tăng lên. Đây, ngoài này bây giờ chúng ta đã có thêm 2 con. Giờ chúng ta có 4 con. Chúng ta sẽ chia con này, 2 con này lại đi. Đây, chúng ta xây cái máy này. Đấy, bạn xây được cái mỏ gỗ đầu tiên. Cho 2 con vào trong, nó sẽ bắt đầu chặt gỗ. Trong khi đấy, để mọi thứ nó được tự động hóa thì mình sẽ xây thêm. Ô, mình chưa mở đường à? Quá, làm sao mở được đường nhở? Từ á, để tôi xem là nhiệm vụ á. À đây, nhiệm vụ này phải đưa 3 con gỗ cho ông ý thì mới được mở đường. Ồ, đâu nhở? Ông này à? Đúng rồi đây, đưa 3 con gỗ cho ông này. Xong nhiệm vụ nó sẽ dạy cho mình cách làm đường. Đường đất. Nói chung là đường đất thì có lợi là nó sẽ hướng dẫn bọn này cách làm việc tự động. Đây các bạn thấy này, ra đây nó chỉ có đúng 20 gỗ nhá. Nó xong đầy, nó không chặt nữa. Nhưng nếu chúng ta xây được đường đây, từ đây nối vào trong này. Đấy. Sau đấy chúng ta lấy một con ra và vứt nó vào đây. Đấy, thế là đã tạo ra dây chuyền tự động đầu tiên rồi. Mỗi tội là dây chuyền này bị vướng cái cây. Nó sẽ lấy gỗ từ đây, nó mang vào trong máy này. Từ máy này nó sẽ tự động chế ra những con mới. Thế là cơ bản là bạn có vô hạn nô lệ. Mỗi tội là cái đá này thì mình chưa có cách khai thác, cho nên là phải đi kiếm cái đá này. À, ngoài này hết con rồi à? Mình chỉ có tự nhặt tay à? Nhặt tay thì bao giờ nhỉ? Bao giờ khai thác được mỏ đá nhỉ? À đây. Đây thì ong.
Mấy cái này mở ra nhặt được. Ui 20 cục. Bú bú bú. Rồi rồi, không cần phải đi lụm lụm nữa, có 20 cục này là bú rồi. Nhưng con kia vẫn rất là năng suất, hiểu không? Ra đấm hết. được rồi, 30 cục này là thoải mái rồi. Đây có 4 con rồi. Đây, cho này vào đây, cho gỗ vào đây. Bọn này nó không đủ để làm gỗ ấy. Đây, muốn tự động hóa thì các bạn phải cần nhiều hơn. Đây, mình có 5 con này đi theo, mình vứt tất cả vào. Mỗi con sẽ chở một gỗ sang. Để chỗ này được vận chuyển được, làm được liên tục. Grab thêm một con này nữa là xong rồi. Đây mình có 3 con rồi này. Đây, vứt vào đây cho nó vận chuyển gỗ. Thế là chúng ta đã có dây chuyền tự động đầu tiên. Tự động làm mang gỗ vào để làm cái này. Nhưng mà cần một lượng lớn tinh thạch này để cho máy nó vận động, nó hoạt động được. Đây, thì mở khóa thêm công thức làm tủ đồ. Nhưng mà sau này tôi chưa hiểu tủ đồ làm gì lắm, thì người mình cầm được ấy. Bây giờ nhiệm vụ của mình là 100 gỗ à. Thế mình lấy gỗ ở đây đi, để lại 6 gỗ cho nó chế thôi. Rồi, chả chúng ta sẽ bắt đầu làm ra ván gỗ. À, được mở máy cưa để làm ra ván. Đây, xây được một cái máy mới là cái này. Xoay nó như thế này. Đó, xong chúng ta sẽ xây một con đường. Con đường phải nối từ đây vào đây nữa. Nhưng mà như thế này thì đây này, nó sẽ mang ván gỗ vào đây. Mang gỗ vào đây nữa. Nó sẽ tự động. À, như thế thì chúng ta sẽ cần mấy con tự động. Ở đây có 10 con luôn này. Bú. Để 2 con vào đây. Rồi. Má ơi, đội quân được đông vãi nổi. Nhưng mà thế nó không mang sang bên này nữa. Đấy. Đây là chỗ khó này. Tức là mình phải làm sao mà phân, có mấy cái tài nguyên để phân đánh ấy. Hoặc nếu không thì mình phải có hai cái máy. Hai cái máy cưa gỗ. Đây là nó không mang sang bên này nữa à. Bên này hết gỗ rồi này. Hay là để tôi thử xem nào. Tôi còn 8 con. Tôi có thêm 8 con nữa là một đống con vận chuyển rồi đấy. Có vẻ ổn đấy. Ờ, à, để tôi thử xem nào. Lấy 7 gỗ này, 7 thanh gỗ này mang về đã. Không nhầm là mình vang về cái tế đàn của làng này. Xong mình vào, à, con này là mình chưa có này. Mang gỗ để vào đây này. Đấy, sẽ mở được cái gì đấy. Đây, như sẽ mở được cái tele thì phải đúng không? Cái lá cây để vào đây, mở được cái gì? Nó mở là hướng dẫn kiểu mở bộ nhiệm vụ à? Để ấn chữ O. O là để xem những nhiệm vụ nào đang nối đi đâu. Ở đây là nhiệm vụ bậc 1. À, nhiệm vụ bậc 2, xong bậc 3. Không biết trò này có bao nhiêu bậc. Ờ, đá, còn đúng một viên. Mở được cái gì đây? Thế là mình mở được cái tele đầu tiên à? Nhưng mà cần phải đầy đủ là nhờ. Cái đá này là cái này à? À, đây là cái này à? Mở ra cái này, mở ra cái gì? Có thể ấn R là như nào nhỉ? Để gửi tất cả những con hiện tại à? Hết chưa? Hết rồi đấy, hình như là hết rồi đấy. Rồi chỉ còn mỗi là cái cục này là plum mà mình không biết. À, còn thanh gỗ này. Cho vào học hết. Nhiệm vụ này là cần một con, 20 cục đá và 100 gỗ. Thế là mở được cái máy Spock Workbench. Để mình có thể chế đi chỗ khác thì phải được 10 con này à. Ồ, thế thì phải nên trả nhiệm vụ này đi chứ nhỉ. Nhưng mà đá này mình còn không? Hết đá rồi à? Thì có 10 con này. Thế thì à đâu đây, đây lấy chỗ này là đủ ấy. Nhiệm vụ. Đấy, giờ tôi có đàn đệ 10 con lúc nhúc đi theo rồi. Nhìn cho nó trông nó cute mấy rồi. Đây. 20 gỗ. Đây, là được cái máy chế tạo ra bọn Stummy Spock này. Là bọn cây cơ bản nhất. Đấy. Với cả mình được 10 con, ngon. Kho của nhất đi. Đấy, đây đúng không? Xong chúng ta xây một con đường vào đây nhá. Đấy, xong rồi mình ném vào đây nhá, khoảng 3 con này. Đấy, nó sẽ lấy cái gỗ này. Sau đấy nó không biết làm gì cả, nó đi vòng tròn. Cái này không biết là do vô tình hay cố ý, kể cả bạn để cái này gỗ vào đây đúng không? Thì chúng nó vẫn không biết chỉnh cộng input của Dương á, chỉnh kiểu gì? À, tức là xoay á. Đây. Đây. Ồ, được rồi này. À, thế là phải để đúng hướng à. Ôi xong rồi, vương quốc mình đã thành siêu tự động rồi. Bù bú đấy nhở. 80 gỗ này. 40 thanh gỗ này. Xong nhiệm vụ này. Đấy. Tuyệt vời, thị trưởng khen mình quá trời. Xong lại có tuyến nhiệm vụ mới. Ủa, không thưởng cho ta cái gì à? Lại có bắt thêm 160 thanh gỗ. 80 cái này là ván gỗ. Nhưng mà chế ván gỗ ở đâu thì chúng ta sẽ lại có nhiệm vụ mới. Giết 5 con sẽ được thưởng 10 đá. Ok, 5 con ong cùi thì phải. Nói chung là cái nhiệm vụ thôi, vì nhiệm vụ nó kiểu tutorial ấy. Cái này là, đây này, cái này là mở ra biển báo.
Rồi cách phân nhánh các cái luồng quân. Con này là gì đây? Đây là cách sản xuất toàn gỗ này. Nhà khoa học thì bảo gì? Craft con Spork mới. Bán gỗ. Làm thế nào để di chuyển nhanh hơn? Thế là chạy thì lâu ác à? Có cách để di chuyển nhanh hơn đấy, nhưng mà nó bị mệt ấy. Đây, cách để di chuyển nhanh hơn đó là các bạn bật lên, các bạn bấm xây đường. Để tôi demo các bạn xem cho bình thường. Đây là tốc độ chạy của mình đúng không? Nhưng khi mình xây ra một con đường này, mình sẽ chạy trên con đường đấy không? Mình vừa đi vừa xây. Đấy không? Thế mình chạy nhanh không? Mình có cái nhiệm vụ gì bảo giết 5 con đúng không? Đây, 5 con thì ở đây có cả đàn này. Trước đội quân của tao. Trời ơi, làm gì có tuổi. Trước 10 con nô lệ của tôi. Ui, bây giờ mạnh vãi rồi. Sức mạnh của số đông. Đấm hết. Mặc dù phải đấm tầm 3 phát mới chết một con, nhưng mà tôi có 10 con nên là đấm 10 phát một lúc. Con này mạnh hơn con thỏ. À, con ong này thì phải. À đâu, nhưng mình như mình phải giết con ong cơ. Con này như là con thỏ nên là giết con này không được nhiệm vụ. Chúng nó còn tự biết mang đồ về nữa. Giết nó. Mà có vẻ hơi thừa đấy. Ồ, ở đây có con ong voi này. Nhưng mà nhiệm vụ chưa bảo giết, có nên giết luôn không? Đâu, để tôi thử xem nào, có teleport được không? Ví dụ ở đây có một cái cổng waypoint đấy. À, muốn cái này phải mất gỗ và đốt à? Thế nó sáng lên. À, xong mình có thể dịch chuyển không? Ủa, rồi làm gì nữa? Đốt gỗ của tao như điên vậy. Xong rồi làm gì? À, xô cà, nghĩa là mình bấm vào đây mình sẽ tele được. Nhưng mỗi tội là ở nhà mình chưa đốt, cho nên là bây giờ mình đã chạy bộ về nhà vậy. Thế thì bây giờ phải lấy 20 gỗ này, sau đấy mình bỏ vào trong này để có gì còn tele về. Đẹp, thế là được, hợp lý đấy. Chạy trả nhiệm vụ cho bà này. Được 10 đá. Giờ nhiệm vụ nó là giết con ong voi lúc nãy đấy các bạn. Để đá vào đây đi, cho nó sản xuất đi. Lấy gỗ ra. Rồi, teleport ra. Thế tôi đang không hiểu cái teleport này nó tốn như vậy thì làm sao mà được. Có mẹ tốn thế. Để được bao nhiêu gỗ vào vậy? Để được khoảng 20 gỗ á. Thế thì tí nữa tao lại chạy bộ về à? Tao ra đánh con ong voi xong tao lại chạy bộ về à? Chắc là sau này phải có một cái loại nguyên liệu cấp cao hơn, đốt được lâu hơn. Chứ đốt gỗ này không ăn thua. Phải để cho chúng nó tự cho gỗ vào á. Ồ, đây rồi, ong voi. Đội quân của tôi có 18 con. Thì chúng nó không mạnh nhưng tấn công. Nhơn. Mẹ nó rậm choáng rồi, từ tự gọi về. Rồi, chạy đi em. Xong rồi đấm nó. Ui, nó đấm chết mất 2 con rồi. Lại rậm choáng rồi, tôi gọi về. Đấy à. Rồi, lại đánh tiếp các em, không sao cả, chúng ta đông lắm. Từ từ, chết có 2 con, lại có 2 con mới. Từ nó chuẩn bị rậm choáng rồi, tôi thu bọn này về. Xong rồi, ui, nó lại giết thêm một con của mình nhờ cay nhở. Rồi, thế là ong voi đã đời đi. Đây này, ong voi thì ra mấy cái cục này cộng với cả một cái vảy của ong voi. Và chúng ta teleport về. Đây rồi. Thế thì nghĩa là bây giờ mình phải cho sản xuất gỗ xong để vào trong này à? Nhưng mà tài nguyên của mình như thế này làm sao mà đủ nhỉ? Gỗ có dư đâu ta? Úi dồi ôi, bọn này chạy theo sau à? Mày nó đốt hết luôn 20 gỗ của tôi rồi kìa, trời ơi. Cái cổng này tốn quá. Đây, sản xuất được bao nhiêu gỗ rồi? Uầy, why no, sản xuất điên chưa? Thôi được rồi, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề dịch chuyển sau đi. Xây một nhà máy gỗ nữa à? Nhà máy gỗ nó phải xây trên cái thân cây đặc biệt cơ các bạn ạ. Để tôi về trả nhiệm vụ đã. Xong rồi chúng ta suy nghĩ tiếp. Thế là xong rồi à? Thế là xong nhá nhiệm vụ này rồi. Bây giờ là cần 160 này. Giờ mình phải xây hai cái nhà làm gỗ, hai cái đưa gỗ, đưa 80 gỗ cho này thì sẽ mở được cách chế ván gỗ. Ok, từ từ nhá, bây giờ xây ở đâu? Ở trên này có cây gỗ đây. Xây ở đây à? Xây ra đây. Ủa xong được vậy? À, thiếu đá à? Mẹ. Từ từ đó, ở đây cũng có một cái máy gì này. Có vẻ nó vẫn hoạt động này. Ồ, đây là một con mới. Đây là con Crafty Spork này. Con này là con mạnh hơn này. Con này một được 2 sao về độ hiệu quả. Tấn công vẫn 0,5 sao ạ. Vẫn cả trưởng ạ. Đâu xem nào. Đấy. Mà như thế chỉ dùng được có một con à? Piu. Vãi nồi, con này cũng không thể đập được cây thì mày làm được gì vậy? Sao con này còn cũng phế vậy? Từ từ xem nào, con này có thể đập được đá không? Về đây em ơi, mày đâu đập được cây đâu. Đâu đập đá đi tao xem nào. Ú,
cũng không đập được nữa. Thế con này hơn con cũ ở chỗ nào vậy? Không hiểu luôn á. Thôi dùng 10 con đi, đập đá đi các em ơi, mỗi người một tảng, thoải mái mà đập. Nó làm việc nhanh hơn à? Thế thì mình cũng phải chế một cái chỗ, một khu máy ở trên này à? Kiểu như là một cái khu cây ở trên này à? Đây, chế ở đây luôn à? Đây, gỗ ở đây. Không để con này vào làm việc xem nào. Con này chặt là 45 trên 1 phút. Con này chặt thì sao? 30 trên 1 phút. À, con này làm việc nhanh hơn. Ui, con này chặt gỗ nhanh vãi. Wow. Thế thì bây giờ xây một con đường nhá. Nối từ đây. Nối tới. Làm sao mà nối được? Ủa, tại sao không nối được chỗ này? Chỗ này bị dính tảng đá à? À, không, như là phải đi vòng. Cái máy này mình có xoay được không? Không được, cái máy này là máy của nó nên là mình không xoay được. Rồi, ok. Vứt 10 con vào đây. Khoan đã, nhưng mà chế ra con này sẽ cần gì? À, ui, con này chế tốn thế. Con này là chế từ con cũ. Hai con cũ mới chế ra một con này cộng với cả hai ván ạ. Không được. Ờ, đây đi. Xong rồi con đường vào đây. Xong rồi mình hủy đi con đường này. Xong rồi mình đi thu lại bọn này. Ok, tạm thời này đã. Rồi mình xây một cái dương nữa đúng không? Đấy, xong thấy con đường. Hai con là đủ. Hai con vào làm nữa. Chắc là khi một con là đủ rồi ấy. Bọn này làm chậm lắm. Thế là mình đã xong cái nhiệm vụ làm ngay rồi đúng không? Chỉ cần mang gỗ về cho ông ấy nữa. Đấy, trong này, ui ôi, nó đã làm quả cả... Má! Cả trăm thanh gỗ luôn này. Tuyệt vời. Rất năng suất. Trả 80 thanh gỗ vào đây là xong. Đấy, mở được công thức làm ván gỗ. Ok. Bây giờ mình đổi công thức. Đây. Đổi sang làm ván. Đấy, bây giờ nó sẽ làm ván. Ván thì lại cần nguyên liệu là thanh gỗ à? Thế thì lại phải là xây hai máy à? Phải xây thêm một máy. Một máy cưa nữa ở đây. Chuyển cái này ra sau. Chuyển cái này vào đây. Rồi cho hai con vào đây. Thế là bắt đầu có ván gỗ được làm ra. Rời cái này ra đây. Mình có thể để một ô được không nhỉ? Không được à? Bắt buộc phải là hai ô à? Kiểu như cái đường như là đường min nó phải là hai ô ấy đó. Đấy, vứt một con vào đây. Bắt đầu từ đấy chúng ta sẽ có ván gỗ ra đời. Làm sao? À đâu, thật ra thì mình có thể bỏ nguyên liệu vào đây. À, nó bắt đầu bỏ gỗ thường à? Thế thì làm sao để mà nó chia đường ra nhờ? Chia đường kiểu như là cái gỗ thường được chuyển từ đây chuyển vào trong này nữa nhờ? Bây giờ đây nhá, từ từ đấy tôi thử nhá. Kiểu như là bạn có thể xây đường từ đây như vòng qua đây thì phải. Đúng rồi. Nối chỗ này thì phải. Quan trọng là chỗ này phải có bao nhiêu con thì mới có thể vận động cho đủ để hoạt động cho cả hai máy đây. Nghĩa là hai con chặt gỗ này phải là hai con xịn thì mới được. Theo tôi hiểu là phải là hai con xịn. Thế thì bây giờ mình phải làm nhiệm vụ này trước này. Cái nhiệm vụ này là dùng một con Sparky, là con Crafty Sparky, là con chế tạo cộng với 40 con thường cộng với cả 40 ván gỗ à. Mà 40 con thường mà được ra có 10 con thì sao nghe nó lỗ đấy nhở? Nó như kiểu chỉ đỡ tốn thời gian chế thôi thì phải. Ủa sao mình cảm thấy mình bị lỗ vậy các bạn? Công thức thì mà mình không chế vì nó đắt quá thì cũng có, thật ra thì cũng đâu có lời. Đây này, tại vì công thức là hai ván hai cái này đúng không? Mình đưa cho nó tận 40 con này cộng 40 cái ván. Thế là lỗ lòi con mắt, thả tao tự chế mẹ luôn cho nhanh. Thả tao tự chế luôn còn hơn tao lấy công thức làm quái gì. Bây giờ mình xây một xưởng chế ván gỗ. Xong rồi đưa vào trong là xong đúng không? Đâu nha, đây xây thêm một cái máy cưa nữa. Cái máy này sẽ là làm ván gỗ. Đấy. Xong rồi mình sửa lại vị trí của cái máy này. Để xây được con đường ở đây. Xong cái này chỉ cần một con để vận động thôi. Cho sản xuất ván. Xong cho 10 con vào bên này. Là nó sẽ vận chuyển từ đây mang vào trong này. Trong này thì thiếu con Sparky này. Thì mình vứt vào đây thôi. Vứt ván gỗ vào đây. Nhưng mà như thế thì mình cần một cái dây chuyền để chế được bọn này nữa nhở. Chế được bọn này thì lại cần đá với ấy nữa. Khó thật đấy. Uầy, làm quét logistics à? Ừ, làm thì dễ thôi mà. Đi về lấy đồ là có. Kiểu như cần phải tạo có một cái máy làm con cấp 1 ở đây cơ. Máy làm con cấp 1 thì lại phải chia cái đường gỗ ra một đường nữa. Để từ gỗ chạy ra làm con cấp 1. Xong rồi chạy ngược lại vào đây. Uầy,
Oải thế. Thôi rồi, tạm thời ở trên đây cứ thế đã. Xem về đây xem ở đây có bao nhiêu thanh ván. Ui nó có 18, cái này làm chậm nhỉ. Trừ khi là có con xịn thì chắc làm mới nhanh được. À cái này bị đầy à, nó cũng không làm con này nữa. Thế thì mình cũng lại phải xây cái hòm, xây tuyến đường từ đây vào đây. Một con đứng ở đây cho nó mang con này vào đây. Đấy, thế là về đây sẽ luôn luôn có, nó không bị hết nữa. Là nhiệm vụ logistics thì cần 20 ván, 40 cái thanh gỗ. 20 ván, 40 thanh. Xong, nó sẽ mở cho mình cái chia đường, phân đường cho bọn nó. Có ý tưởng này. Xây hai cái biển báo, xong rồi đưa cho nó một đống nguyên liệu nữa. Cái crate là vừa để vào trong và vừa lấy ra được hả? Đâu xem nào, đây là cái này này. Ờ, cái này có thể lấy ra được, còn cái này chỉ là để cất vào thôi. Ồ, phân làn, cái làn, phân làn này là đi tiến, nó không đi lùi à? Kiểu như là để hai con đường chéo nhau được ấy. Còn cái này là nó sẽ đi đổi đường à? Cái mấy cái này chưa hiểu lắm, kiểu rẽ à, tách chia đường à? Đây, thế là ví dụ bây giờ mình xây cái này nhá. Xây cái hòm này để vào đây chẳng hạn. Đấy, thì bọn này sẽ cất gỗ vào trong này. Không được nhiều nhưng mà nó sẽ cất gỗ vào trong này. Mấy con khác thì sẽ lấy gỗ từ đây. Sẽ đã hai cái biển đi cho nó xong nhiệm vụ đi. Sau nhiệm vụ này nó sẽ cho mình thêm cái lọc đồ và cái chặn đường. Đây cái này là cái này để kích hoạt để chặn đường. Còn cái này là nó phải cầm cái đồ đúng thì nó mới được đi qua. Xoay nhà máy gỗ ngược lại rồi cho đường chạy qua teleport rồi vào kho gỗ. Cũng đúng, thế cũng được. Đời này sao đây nhá. Mình cầm cái này mình xoay ngược lại thế này đi. Sau đấy mình vẽ một cái đường từ đây nối vô khoảng mấy con vào đây. Thế nó cất vào cổng tele, nhưng mà khi nào cổng tele bị 20 đầy thì nó sẽ bắt đầu mang cái số thừa còn lại nó mang đi chỗ khác. Theo tôi hiểu là như thế, đúng không? Thì như vậy thì cái cổng tele sẽ luôn được duy trì và số gỗ thừa thì nó sẽ mang đi. Cái này xoay vào đây. Hình như phải xoay như này thì phải. Đây, xong làm một cái biển báo ở đây. Cái biển báo này mình sẽ đặt là gỗ, có nghĩa là phải có gỗ thì mới được đi qua. Cái chưa? À đâu, hình như là cái biển báo này vô dụng thì phải. Bị mẹ đi. Đây, mày phải mang, mày có gỗ thì mày mới đi qua. Không có gỗ thì mày quay lại lấy gỗ. Hợp lý, trời ơi. Đây rồi, xong rồi. Giải quyết mọi vấn đề chưa? Cổng tele sẽ luôn được duy trì nhá. Sẽ vẫn mang gỗ qua bên này nhá. Gỗ được từ đây chia ra vào máy tạo ra quân nô lệ mới nhá. Hoặc là vào ấy nhá, vào máy làm gỗ. Ôi trời ơi, nó lại là hợp lý ạ. Kiếm ngọc đi làm đệ à? Thì đúng rồi đấy. Cái đoạn ngọc mình chưa tự động hóa được. Một kiếm ngọc thì hiện tại mình chỉ có thể làm theo cách thủ công thôi. Bên này vào máy này có 4 con đặc biệt này. Đây, để mấy con này vào thành con xịn hơn đi. Để được có 10 thôi, làm được có 10 một lúc à. Con đặc biệt này thì không được đem đi đánh nhau. Cái này gỗ bên này cũng đang bị thừa đây này. Bây giờ làm sao phải để nó cất được cái chỗ gỗ thừa. Hoặc là ít nhất là để nó duy trì sang cái cọc tele bên này nữa cơ. Khó thế. Cái trò này đau đầu thật chứ. Làm sao để duy trì được kiểu như là đúng số lượng con đi qua máy này, sao đúng số lượng con đi qua con đường bên kia nhỉ? Làm là cái phân làn thì đúng rồi, nhưng mà tôi đã chưa hiểu rõ là cái phân làn này nó hoạt động như nào. Nó đi hết sang bên kia, nó chẳng đi làn bên này. Thế trừ khi là bạn phải xây thêm một cái đường nữa. Cái này nó sẽ thành hai làn à? Dùng cái phân nhánh là nó chia đôi là cái nào? Là cái này á, cái splitter. Đâu, nay tôi dùng cái splitter nhưng mà nó không hiệu quả ấy. Thấy không? Splitter nó đi con mẹ qua vậy. Đấy, nó sẽ kiểu splitter thì nó ngố không? À, splitter là 50% à? 50% đi vào máy, 50% đi sang bên kia. Cũng được, thế này cũng được rồi đấy. Ok. Chia đều tỷ lệ 1-1. Thế ở đây sẽ rơi vào tầm còn khoảng mấy con? Mình đang có mấy con ở đây đây? 6 con à? 6 con là thoải mái để vận hành rồi đấy. Nếu không thì bây giờ mình dễ hơn nên mình đặt thêm một cái crate này vào giữa. Thêm một con vào đây đi. Như vậy thì cái số gỗ thừa nó sẽ được để vào trong này. Nếu mình cần gỗ, mình sẽ được lấy gỗ ra nữa. Ok, chúng ta có một dây chuyền hợp lý rồi đấy. Thế là mình đã có thể tele hai điểm bất cứ lúc nào. Xịn làm nhanh quá rồi gì này. Tốc độ làm nhanh cực. Ok, xong rồi lúc đấy mình thay hết. Con làm việc thì sẽ được làm con xịn.
con xịn giờ mình cũng có khá là nhiều rồi. Rồi, đẹp. Làm kho ván nữa. Làm thêm kho ván nữa. Thôi rồi, về đã. Đấy, cho hai con cùi vứt hai con xịn vào đây. Hai con cùi bỏ đi hai con xịn vào đây để làm việc. Thế là chúng ta đã có vô hạn tài nguyên. Mà đây là xây cái tủ to tí, cất bớt đồ của mình. Không thì xây cái tủ to và thay vào cái này luôn ý. Chứ nhiều nhiều gỗ quá, không cất vào được nhỉ? Sao không cất vào được nhỉ? Thế thì tủ chỉ có mình thôi, để rời cái tủ ở chỗ khác. Rồi, xây lại cái gì đó. Rồi, ok. 160 gỗ, là thanh gỗ, 80 ván. Ok. Xong nhiệm vụ này. Vãi nồi sao nhiệm vụ... À đâu, có mở nhiệm vụ mới à? Vãi nồi đòi tree box là cái gì đấy? 40 đá, 80 tree box. Vãi nó khó thế. Bây giờ mình cần cái Atheric Distiller Shrine là cái tế đàn chế đá cơ. Có nên mang 40 con này cho ông kia không? Xong một con Crafty để lấy công thức chế không? Ồ, bọn này mở thêm nhiệm vụ nữa này. Nhiệm vụ chế kệ các thứ. Ồ, kiếm này. Bắt đầu có đồ để đánh nhau rồi. Vì quá trình tối ưu hóa rất mệt nhọc, cuối cùng cũng được đem nhau. Ui, đây này, con để con là carry này, con này để chặt này. Đây này, có một đống con mới đây này. Đây là con bậc 3 này. Oh yeah. Mỗi tội là bậc 2 còn chưa xong, nên là đội là bậc 3. Nó sẽ cho mình phân bón nếu mình đưa cho 20 cái kiếm. Quan trọng là phải bậc 2 này bỏ qua nhá, cái này không đáng làm lắm. Nhưng mà làm sao mà kiếm được tree box là cái nào nhỉ? Cần 80 cái lấy đâu ra? Cái này cần xây hai cái lọc này. Cái này thì dễ, cái này sẽ tự làm hoàn thành. 40 ván gỗ thì sẽ làm được xưởng đồ gỗ để làm kiếm. Đây, ván gỗ đây, 40 đây. Đấy, bây giờ mình sẽ làm được kiếm. Cái này có nhiệm vụ mới nữa. Đây, nó sẽ cho mình nguyên liệu để làm cái vỏ cây. Nhưng mà để làm được cái đấy thì như là đây là bậc 3 này. Cần 20 cái kiếm với 20 con Lomi Spock. Con Lomi thì lại phải làm sao có được công thức chế con Lomi. Thế là phải đi tìm nó đã. Tức là bạn phải tìm cái tế đàn có nó đã. Có đây. Sao ai làm tôi chưa mở hết công thức á? Thiếu con xịn này hả? Đây, để con xịn vào đây. Nó sẽ mở ra thêm. Có cả quặng luôn nào. Đây, nó cho mình cái kiếm đây. Ôi, để chế kiếm lại còn mẹ phải thanh gỗ hai ván gỗ. Xong rồi mình phải phân làn để làm một cái xưởng chế kiếm nữa. Khó thế. Hai thanh gỗ đi, thừa gỗ, tức là ý gọi là như nào? Ý gọi là từ đây chia ra một đường nữa là để đi làm cái thanh gỗ. Hệ hợp lý đấy. Tức là bây giờ như này, gỗ từ đây sẽ được chia ra cho một cái chia 50-50 vào đây. Đấy, xong rồi. Đấy, xong cho hai con này vào. Thế là lại có thêm ván. Một cây gỗ nó có thể đủ chặt ra từng đấy không nhỉ? Xong rồi từ đây mình sẽ nối vào để chế ra kiếm. Nghe hợp lý đấy chứ. Như vậy thì mình sẽ cần thêm con để vận chuyển ở đoạn này. Con này hết rồi. Tráng tay rồi đấy, chính thức tráng tay, không có con nào nữa. Thôi rồi, đi khám phá vùng đất mới đi. Tế đàn này đấy, được kích hoạt và ở trong nó là đây rồi. Đây là cách. Nó cầm cái đá quặng này để grab ra cái cục này. Thế là vận chuyển cục này mang về làng mình. Nên mình tạo ra nguồn gọi là công nhân vô hạn. Được đấy chứ. Mỗi tội là lại là câu chuyện vận chuyển. Ơi, tôi khổ quá. Thế chơi trò này sao giống như kiểu tự hành xác ấy các bạn. Lại còn không ấy được cơ, lại không phá được cái tảng đá này. Nghĩa là hiện tại mình còn phải đi vòng. Quạo thế nhở. Không, ít nhất là cũng phải học được cái cách chế cái máy này ở nhà chắc là mới dễ. Chứ cái máy này ở một mình ở chỗ này nó chẳng lê lăng cái gì cả. Vũ khí à, đây bình tĩnh. Đây là xưởng làm vũ khí. Xưởng này có 3 nguồn nguyên liệu cơ. Đây cho hai con này, một con xịn, một con cùi. Sau đây chúng ta sẽ có một con đường nối từ đây vào đây, một con đường nối từ đây đi vào đây. Xây một cái chia đồ. Đây, xem cái chia đồ như thế này. Đây, như này sẽ sản xuất ra kiếm. Ván gỗ để sẵn một ít ván của mình vào.
quá trình sản xuất nó không nhanh lắm. Chỗ này một con này không đủ vận chuyển. Thật ra tôi không nhầm thì cái này là nhanh nhất rồi. Từ nhá. Không được à? Ít nhất một con đường nó phải là 2 à? Xin lỗi. Rồi. Nhưng mà mình cầm kiếm gỗ để làm gì ấy? Kiếm gỗ nó sẽ cho phân bón. Kiếm gỗ để làm gì vậy các bạn? Sao để sản xuất con cầm kiếm đúng không? Rồi, cho mình thêm công thức sản xuất cái mới. Ôi, nó còn sản xuất cả cái chải cơ. 120 thanh gỗ, 40 ván để sản xuất cái spork pen là cái lồng à. Để làm gì ấy? Rồi, nghe mà nghe cái đấy có vẻ vô dụng. Đây, tôi thử cho cái kiếm vào trong tế đàn của làng lên, nó cho mình mở cái gì. À, chắc là mở cái điểm tên lê ra cái chỗ kiếm. Theo tôi đoán thì nó là như thế. Cái mới là gì đây? Nếu đặt ngay ở trên đường, đếm cái số được đồ đi qua là như nào ta? Đây. Khu mới thôi. Đây này, xong map 2 này. Nhưng mà map 2 bọn này mạnh lắm. 10 con của mình không đánh được một con này. Mình đổ đánh kìa. Cũng được đấy chứ, chắc là cũng đánh được đấy. Coi như là một con bé này của nó bằng mạnh bằng một con voi. Một con ong voi. Sao mày lại ra đập trồng đập cây vậy? Thử giết con này xem được cái gì. Con này nó cũng không đánh đau lắm thì mày. Nghĩa là mình thu bọn này về chắc là không sao đâu. Chắc nó chỉ đam ở cái vùng độc này thôi. Ba em đó. Con này nó chỉ làm thế thôi à? Ba em. Hồi đưa một gõ. Gì đây? Bọn này nó tạo ra nguyên liệu mới ở đây này. Cái Atomic Plum là cái mới này, cái xịn hơn này. Các bạn, nhưng mà phải săn bọn này mới có. Mà đánh một con là phải mất tầm 5 phút rồi, làm sao mà đánh được. Đây có một cái máy. Đấy, trong này có con gì? Đây là con carry, là con mang đồ. Đấy, nó hóa thành cục đá. Đây, cái sức chứa của nó mang, chắc nó mang được 2 đồ. Đúng rồi, nó mang được 2 đồ. Một lúc, còn một sao ở đây là mang được 1 đồ. Con này sẽ cần... con này con cấp 3. Nó là chế từ con cấp 2, cộng 4 thanh gỗ ạ. Trời ơi, đắt thế. Con cấp 2 mình cũng không có, mà nó đòi đây là con cấp 3. Trời ơi, đắt vãi nồi. Cái xác này làm sao mà khai thác được nhờ? Xác của ong voi này, tại vì mình thì không khai thác rồi. Con cùi này thì cũng không làm gì được. À, đập được này. Đập. Bú. Xác của con ong voi nó cho mình một cái cục xịn này cộng với một cái vỏ ong voi để chế cây. Ô, ngon. Bên này là nhiều đá rồi. Chỉ để 40 cục được vào này. Thế thì cũng dễ thôi. Thật ra tạm thời dễ nhất thì mình chế một cái như này và chế một cái này. Xong mình chế thêm một cái đường. Xong mình để cục vào đây. Xong mình cho một con. Nó lấy cục. Quá. Không được hả? Thế một chiều thôi à? Thế là, thế là phải chế cái này à? Đấy. Đấy, thế là cái máy này cũng có thể hoạt động vô hạn rồi. Ít nhất là không vô hạn, nhưng mà thôi thì hiện tại mình vận chuyển bằng cơm cũng không quá tệ. Máy này thì bây giờ mình có 20 cục này. Xong mình cho hai con cụ vào đây chế này. Xong rồi tại thế thì tạm thời mình xây một cái dương này ra đây. Xây đường. Ủa, cái này lâu lắm thì chỉ cần một con mang thôi. Đâu không? Mà nó sản lâu nhưng nó lại sản xuất ra 5 cục một phát. Một con có mang nó đủ không? Thôi ít nhất là tạm thời thì mình làm bằng thủ công vậy. Cũng chưa biết làm thế nào cả. Đủ một con chắc là vừa đủ. Hoặc nó bị chậm một tí rồi thì hai con nó chắc. Kiếm bị đầy rồi. Tôi cố tình làm thế mà để cho giữ kiếm vừa phải thôi. Rồi, giờ mang số con này lên chế thành con cấp 2 đã vậy. Quan trọng làm sao mà chế được, sản xuất được hàng loạt con cấp 2 ấy. Đấy là cái mà tôi đang khá là băn khoăn. Để chỉ để được có 10 con một lúc mà. Thì hiện tại tốt nhất là, cách tốt nhất thì cũng là giống như lúc nãy thôi. Chế một cái dương này. Chế một con đường nối vào đây. Cho bọn này nó mang đồ. Mang bọn thường này.
Không, phải chế làm con đường kiểu khác. Đi một đường vòng ạ. Nhất là nó có thể sản xuất hàng loạt. Cũng chưa đủ cơ. Bao nhiêu con này thì mới chế được một loại 10 á. À đâu, cái này bị đầy à. À thế thì lại phải chế thêm một cái ấy à. Cái hộp bây giờ để cất ạ. Tất cả phải tự động hóa hết. Ui con quái mới đây. Có gì đấy? Từ nhá. Trong người mình không mang đủ. Trong người mình chỉ có 7 con thôi. Triệu tập, triệu tập. Ui đánh nó. Ui ui thôi 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 xin lỗi chạy chạy đi chạy đi được đâu chạy đi con mẹ khỏe thế. Vổ mỗi vổ hai vổ chết một con luôn ạ, mà nó vổ nhanh nó đánh nhanh vãi chưởng. Kiếm cất bớt vào đây đi, giờ mình có con xịn hơn. Đây bỏ này lại để con này vào làm kiếm này, con này cũng làm xịn hơn rồi. Đây bỏ này lại để hai con xịn hơn vào làm cái này, có thể phiêu đá vào này. Hết gỗ. Phiêu gỗ chậm quá à. Có là chắc là phải xây từng xưởng riêng nè. Một cây bây giờ không đủ rồi. Phải có một nguồn gỗ khác từ cái xưởng đơn này. Bây giờ chả lẽ lấy nguồn gỗ từ đây chạy về xuống tận đây thì xa quá nhở. Nó phải là một cái bãi nào đấy kiểu vừa gần gỗ, xong vừa chạy được nhiều máy kiểu như bãi này. Ba cây gỗ chạy sang đây, xong hai cây gỗ chạy ngược lên đây chắc là đẹp nhất. Một cây gỗ vẫn dư phải là Kerry Sparky à, nhưng mà Kerry Sparky đã chế được đâu. À đâu, biết cách chế rồi thì phải, nhưng mà phải chế ở cái chỗ tế đàn của nó. Kerry Sparky ở là đâu đây, ở trên này cơ. Đây rồi, đây là con chặt. Đấy, chopper là con kiếm. Đấy, lấy được một con kiếm nữa rồi. Con kiếm này thiên về mặt tấn công à? Đúng rồi, tấn công 2 này. Có khả năng là chặt. Đây rồi, hóa ra nó ở đây. Đây, bên này sẽ là con con này chocute đấy. Con lomi này có khả năng gì đấy? Con này không tấn công được. Ủa, con này trồng lại cây á. Nên nén nó ở chỗ nào đấy, nó sẽ trồng lại cây ở chỗ đấy. Chất đấy nhở. Rồi, thế là đủ bộ rồi đấy. Công thức à? Đây, bây giờ mình về Lâm này xem nó kích hoạt cho mình cái gì. Ra trận được 20 con á. Đâu? Ồ oh. Tiến lên đàn quân của tôi. Đồng vãi cứ. Đây trả cho nó 20 kiếm gỗ. Nó sẽ dạy cho mình cách làm phân bón. Đưa cho nó 3 cục này á. Đây đây như là đây này. 3 cục này thôi đúng không? À đâu. Ui còn 4. Còn 3 cái cục to này. Ai à, thế là mình phải đi đánh con ong béo ị rồi. Không sao bây giờ con ong béo ị. Thề gặp mình chết ngay. Rồi để tôi từ từ để tôi xây cái chế phân bón đó. Cái nhà này là cần 20 cái kiếm. Để tạm vào đây cho nó. À nó cho lá vào. Đấy ok. Xong mình có làm nhanh này. Thì thành phân bón là một hệ thống cơ bản thôi. Lần này ong voi sẽ phải kiếp sợ trước đội quân 20 con. Bẹp nó. Con mẹ đông quá rồi. Mỗi con chỉ nhổ một bãi nước bọt thôi là con ong voi này cúc ngay. Nhổ nước bọt đó. Ê à chết một con rồi. Choáng đấy, chạy đi các đứa. Chạy đi các em ơi, đừng. Mày đừng giết em của tao. Chết đi. Má vẫn hai chết hai chú à. Rồi. Chú ong voi đã đợi đi. Hết lá rồi á, mà chưa đủ phân bón, thế là bây giờ mình cần lá. Cần 40 cái phân bón cơ. Đập bụi đi. Hai người một bụi cho nhanh. Mang hết về đây cho tao. Đúng rồi. Tôi là vua. Con mẹ thế, buồn ghê buồn cười. Con này tốn 5 cục đá với 3 bao để ra con trồng cây rồi. Nhưng mà con trồng cây chưa biết để làm gì. Tại vì mình cũng chưa muốn trồng lại cây mà. Con cầm kiếm thì dùng cái gì? Con cầm kiếm là chế từ con thường, 3 con thường với một cái kiếm, không quá tốn. Chứ là con này là con đắt nhất này. Ok, chỗ này đủ 40 bao chưa? 40 bao này. Kiếm 40 cái này. Rồi, để trả nhiệm vụ đẹp lắm đây, trả thêm một cái miếng thịt. Miếng thịt cho con này. Lâm dividing là chia, một carry, một choppy, một lomi, một
80 crafty á, để nó mở công thức á. Một vài tài khó thế. 80 con crafty. Crafty bây giờ mình có một con. Phải đái. À đây carry 80 con crafty mình có 5 con. Vai nồi, nhiệm vụ này khó thế. Đây tôi tên lên trên thì tôi xem trên này có được bao nhiêu con Sparky. Làm quét thì chắc nó sẽ mở công thức chế tạo, tức là tôi không nhầm thì cái máy của các bạn sẽ chọn được nhiều loại công thức khác nhau, kiểu như thế. Vẫn là cái máy đấy nhưng mà nó sẽ chọn được nhiều. Trong này được có mười mấy con, bao giờ mới chế được 80 con. Đây cái máy này. Rồi nó sẽ có một công thức nữa là cắt cái đá này. Đấy, cắt cái một viên đá này ra thành 6 viên đá kia, thành 6 viên đá nhỏ này. Để có thêm một loại thôi nhưng mà nói chung cũng không ăn thua. Khó nhỉ. Ở máy chế con cấp 1, bây giờ mình đã có công thức để chế con cấp 2 không? Không có công thức. Thế thì thế thì hiểu rồi. Đấy là lý do mình cần phải làm cái nhiệm vụ cấp 2. Cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ tier 2 này này, cần một con Sparky, 40 con thường, 40 cái ván gỗ. Đấy, là để làm thế, để mở công thức tạo con cấp 2 xong chế một dây chuyền, như thế thì mới nhanh được. Hiểu. Thế thì bây giờ từ từ lên trên kia đã. 40 con thường lên trên từ. Các em ơi đừng chế vội. Anh cần lấy lại kiểu một con ạ, không sao. Đây. Một con crab, 40 con thường. Đây, 40 ván. Xong. Đây. Đấy, giờ mình sẽ chế được con cấp 2. Đấy, giờ nó bảo mình đưa cho nó 40 Aether Shark. Oh, đây này, thế là chế được cái tạo thì phải. 40 cục à, 40 cục thì dễ nhà em nhiều lắm. Đây, đưa cho nó 40 cục. Quá, sao nó tính có 12 cục. The fuck brother. Quá. 18. À nó bảo là crab 18/40. Chứ không phải là đưa cho nó. Đấy. Thế là mình học được một cái mới. Đây là cái này này. Đấy. Thế là mình có thể tự chế rồi. Oh yeah. Bắt đầu có thể tự chế một dây chuyền sản xuất. Từ con cùi lên con xịn rồi. Hôm sau bắt đầu xây dựng hai khu công nghiệp mới. Nay đến đây thôi là đẹp.